rồi em xa tôi, trời và thu lá điệu thầm lòng. Để rồi em xa tôi, trong mùa đông tuyết răng hầm nồi. Còn gì đấy em ơi, còn ở đây trong phút giây thôi. Thứ đời đời cuối cho nhau, kỷ niệm mình của bao. Dạ vâng, và mến chào tất cả quý vị và các bác. Hôm nay thì bên Cốc Cốc Audio chúng em rất là vinh hạnh và vinh dự được đón hai bác chạy từ Vĩnh Phúc xuống luôn. Chạy từ Vĩnh Phúc xuống, chạy ô tô xuống bên em để lấy bộ của dàn combo về hát luôn nhé. Đây, và vừa nãy em cũng đã quay thử các bác cái em đã quay video các bác cái hát thử bộ dàn combo. Vâng, đây là xe của hai bác ấy. Hát hay không anh? Hay không? Hay không? Đúng không ạ? Quá hay đúng không? Tình yêu tư nhân đã hồi vui. Và bây giờ đang
bác nào cũng đang ở hò gần với cửa hàng bên em thì kính mời các bác cùng qua cửa hàng bên em cảm ơn nhé. Và bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây để đóng hàng cho hai bác về và hai bác ấy ở tận dưới Vĩnh Phúc đi lên cơ.